Sưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Cảm ơn tất cả quý anh chị khách hàng đã theo dõi video này. Hôm nay Mộc Nam Huy xin cập nhật đến tất cả quý anh chị khách hàng gần xa về mẫu ghế này. Đây là mẫu ghế Minh Quốc Đào cột 12 với chất liệu gỗ hương đá, thuộc tiêu chuẩn táo đào chim đục tay và tiêu chuẩn của các bản vách tựa dày 4 phân, tay nghe liền nguyên khối và mặt ván tràn liền nguyên tấm dày 3 phân. Vâng, hiện tại thì các sản phẩm này Mộc Nam Huy đang có sẵn quý anh chị nhé. Vì đây là các tiêu chuẩn hàng VIP, hàng cao cấp, mặt liền. Và những cái sản phẩm này không, hiện tại thì nó sẽ không có được sản xuất theo cái số lượng nhiều theo lô như mọi năm nữa. Và mỗi lần thì Mộc Nam Huy lên thì chỉ được có tầm vài bộ thôi, 2 bộ hoặc 3 bộ. Vậy nên thì có hàng lúc nào Mộc Nam Huy sẽ cập nhật đến quý anh chị lúc đó, để khách hàng, quý anh chị có nhu cầu, anh chị có thể chọn và mua. Tại đây sản phẩm cũng được làm và nâng cấp thêm một chi tiết nhỏ nữa, đó là các bản chỉ cổ 3 tầng và mặt ghế trước được nhấn cong. Hiện tại thì Mộc Nam Huy còn sẵn 2 bộ, quý anh chị khách hàng có thể ghé tận xưởng tham hàng và kiểm tra cũng như là ký nhận trước khi sơn. Đầu tiên thì với tiêu chuẩn của các bản tó đào chim đục tay, đây là vẫn là tiêu chuẩn được giữ nguyên như năm trước. Các bản tó đào chim được đục tay, đục thủ công. Và tại đây với cái bản tó này thì Mộc Nam Huy cho anh em đục chạm các đường nét rất là chi tiết, rất là kỹ. Và ở thời điểm năm nay thì có nhiều cái đường nét được chỉnh sửa lại cho nó cong hơn và nét hơn so với tiêu chuẩn của năm trước rất nhiều. Và đặc biệt là khách hàng, quý anh chị mà có cơ hội trực tiếp tới xưởng anh chị kiểm tra và ký nhận thì anh chị sẽ thấy nó đẹp hơn rất nhiều quý anh chị nhé. Bản vách tựa vẫn được giữ nguyên, đó là bản vách tựa có độ dày 4 phân. Bản vách tựa này là một trong những chi tiết rất là đáng giá và trên thị trường thì không phải ở đâu cũng có đâu quý anh chị nhé. Bản vách tựa được đục tứ quý, tùng cúc, trúc mai, và giữa các bản vách tựa thì có thêm các họa tiết hoa lá tây được đục rất là đẹp. Mặt ván, đây là một chi tiết quan trọng nhất. Đây là bản mặt ván tràn liền hoàn toàn, có độ dày lên tới là 3 phân và không hề chắp ghép. Đây là một chi tiết rất quan trọng. Và nếu như ở thời điểm năm trước, năm 2021 thì đây là một trong những tiêu chuẩn rất dễ, nói chung là dễ làm. Nhưng mà năm nay thì khác rồi quý anh chị nhá. Năm nay giá cây lên rất cao và nguồn gỗ thì lại rất là hiếm. Chiếc ghế băng này được làm với kích thước phủ bì là 2m07, chiều cao 1m19 và chiều sâu được làm sâu hơn so với mọi năm, là sâu hơn, là hiện tại đang là sâu phủ bì 67 quý anh chị nhá. Còn ở tiêu chuẩn năm trước Mộc Nam Huy làm là sâu phủ bì là 63. Có những chi tiết nào thay đổi thì Mộc Nam Huy sẽ báo đến quý anh chị, tại vì những cái chi tiết đó nó sẽ kết cấu thành cái giá cả của sản phẩm này nữa. Hai chiếc ghế đơn ở đây Mộc Nam Huy làm với kích thước chiều rộng 93, chiều cao tương tự 1m19 và chiều sâu tương tự là 67 như là chiếc ghế băng dài. Và vẫn tiếp tục đó là phần tó đào chim đục tay. Đây là các chi tiết rất là quan trọng quý anh chị nhé. Cùng xem để anh chị sẽ thấy được là cái sản phẩm nó đẹp và nó sắc nét hơn so với thông thường rất nhiều. Và tí nữa nó sẽ còn, anh chị còn phải tham khảo cả cái giá của nó nữa anh chị nhé. Vâng, cột 12 tiếp tục. Và tay nghe, tay nghe là tay nghe liền nguyên khối, không ghép, tay nghe vảy. Con nghe này được làm rất là to dày và nó sát với bản cột luôn anh chị nhé. Và bản chỉ cổ 3 tầng. Vâng, bản chỉ cổ 3 tầng, đặc điểm của các cái lối hàng cao cấp và lối hàng VIP. Trên chiếc ghế đơn này thì Mộc Nam Huy cũng cho anh em đục chạm luôn cả các phần vách sau. Một chi tiết hết sức đặc biệt và không phải ở đâu cũng có. Đây là một cái điều mà Mộc Nam Huy tự nâng cấp lên trên các cái sản phẩm của mình trong năm nay, năm 2022. Tại vì các cái những chiếc ghế đơn này sẽ là những cái bản mặt quay ra ngoài. Thế nên thì Mộc Nam Huy cũng cho anh em đục thêm. Nói chung là đục thêm và tính vào công thôi anh chị nhá, để cái sản phẩm nó tăng thêm nét. Và trên những chiếc khẩu kéo của bàn và đôn cũng được Mộc Nam Huy cho anh em đục chạm. Trên chiếc bàn được Mộc Nam Huy làm với tiêu chuẩn rộng hơn, kích thước bàn là 61 và chiều dài là 1m34. Vâng, năm nay có một thay đổi nữa trên cái bản đôn cao, đó là bản đôn cao này Mộc Nam Huy làm rộng bằng bàn, có cái chiều là 61 x 44. Còn chiếc đôn thấp được làm ở đây, đó là mặt 44 vuông, vẫn giữ nguyên tiêu chuẩn của bản chân đôn, chân bàn, chân ghế, tất cả là một dàn chân 12. Đó là một số các cái thay đổi về cái hàng trong năm nay và nhiều các cái chi tiết được nhấn thêm. Ví dụ như là trên các con nghê này được Mộc Nam Huy cho anh em đục chạm tỉa lại này, các cái quả cầu được cho anh em tỉa lại nét hơn, chi tiết hơn.
và các bản chân, đầu lân chân móng được cho anh em đục gù lại và tăng thêm nét móng rất nhiều. Nói chung thì sản phẩm năm nay có nhiều cái thay đổi lắm quý anh chị nhé. Và giá để hoàn thiện bộ ghế này, Mộc Nam Huy xin được báo luôn cho các anh chị khách hàng, đó là 59 triệu. Hàng hiện tại đang có sẵn tại xưởng 2 bộ, khách hàng có thể tới Mộc Nam Huy kiểm tra và ký nhận. Giá này là giá đã sơn hoàn thiện và tặng kèm kính mặt bàn, cũng như là các chính sách quà tặng và chính sách bán hàng đi kèm nữa. Khách hàng quý anh chị có thời gian, có điều kiện thì có thể ghé tận xưởng của Mộc Nam Huy để thăm hàng. Còn nếu không thì khách hàng quý anh chị cũng có thể chọn mua bằng hình thức mua online quý anh chị nhé. Ở đây thì Mộc Nam Huy hỗ trợ khách hàng một cách tối đa. Nói chung là những điều mà Mộc Nam Huy phục vụ quý anh chị là mong muốn rằng để khách hàng quý anh chị có cơ hội mua được các cái sản phẩm đồ gỗ trong một cái điều kiện tốt nhất. Vâng, mong là quý anh chị khách hàng có nhu cầu có thể liên hệ tới Mộc Nam Huy hoặc anh chị ghé tận xưởng thăm hàng, kiểm tra và ký nhận trước khi sơn, để đảm bảo các sản phẩm của mình nó luôn luôn là đúng gỗ và đúng chất lượng quý anh chị nhé. Hiện tại thì hai bộ ghế đang có sẵn ở đây, mong là quý anh chị có thể bớt chút thời gian, nếu như có nhu cầu thì có thể ghé xưởng Mộc Nam Huy để kiểm tra và ký lượng. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị trong các clip tiếp theo của xưởng gỗ Mộc Nam Huy nhé.